Chắc này thì trời cũng đang mưa quý vị, mưa lâm râm. Trời ơi, tôi nói ông nghe cảnh nó ghê lắm rồi, nó làm ầm ầm ầm. Tôi sợ là nó sập xuống rồi sắt nó sọt xuống nó chịu gì nổi, ai mà đỡ nổi. Đúng rồi. Rồi nó cúp điện nữa. Vậy đó hả? Cúp điện rồi mưa rồi, tôi sợ dây điện nó rớt xuống nó chập tà le nữa rồi sao? Mình đâu biết gì đâu. Anh cái chỗ mà này lốc bị lốc xoáy bị hồi nào vậy anh? Tối hôm qua hả? Tối hôm qua là bữa 27 mình ha. À, đúng. 27 Tây phải không anh? 27 ngày Tây. Ngày chân bữa mai táng bác trọng xong đó là tối lại. Vậy đó hả? Anh là chủ nhà hay là anh là cái người mình, thờ hồ khác là đây là cái nhà đây đây anh. Đúng rồi, mấy cái ở đây nè. Mấy cái là phải là mấy cái là 4-5 căn gì á. 4-5 căn rồi hả? Sập tuyệt đối á, tốc mái sơ là mấy căn nữa đó. Vậy hả? Quá dữ hả ta, thấy khủng khiếp quá ha. Là nó bậy luôn, nó cuốn luôn ba cái mà sắt nó cong luôn đó hả? Quá trời ta. Còn cái cây bên đó là mình đốn hay là nó cuốn nó cuốn gãy luôn á. Cuốn gãy luôn hả? Quá trời dữ vậy ta. Là mới ngày qua là anh em mình lại đang mà tiếp với chủ nhà đang mà dời cái chỗ nào hư này kia đồ dời qua bỏ đó. Đâu bên đó. Khủng khiếp quá trời hả? Rồi ha. Dạ, cảm ơn anh nha. Rồi. Cái chỗ mà lốc xoáy nhà đó anh gần tới chưa? Vậy hả? Ngay qua cái bên hả? Dạ. Đây nè, cái bên này hả? Dạ. Lại đây cái đường nhựa quẹo vô gặp gì đó liền. Dạ. Rồi, cảm ơn anh nha anh. Dạ. Dạ. Hello, chào các bạn, chào tất cả cô bác và anh chị em đến với kênh YouTube Đây Đó Vĩnh Long. Hiện tại thì Vinh Tiền có mặt tại xã Tân Hưng. Đây là ấp 3 xã Tân Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Bữa nay thì được biết là ngày 28 tháng 7 dương lịch nhằm ngày 23 tháng 6 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Hiện tại thì Vinh Tiền có mặt bữa nay là ngày chủ nhật tại ấp 3 quý vị. Và chắc này thì đã 8 giờ 20 phút rồi quý vị, buổi sáng ngày hôm nay. Và nội dung bữa nay Vinh Tiền gửi đến quý vị các bạn của bác anh chị em mình là nội dung nói về lốc xoáy 7 căn nhà ở tại nơi đây thì thiệt hại như thế nào ra sao, thì mời tất cả của bác anh chị em mình cùng đồng hành với Vinh Tiền. Vinh Tiền chúng ta cùng tìm hiểu nha. Ok, từ giờ đây chúng ta cùng đi nha. Chú cái chỗ lốc xoáy là nhà cho nào chú? Ở đây hả chú? Ở đây ha. Cảm ơn chú. Ở đây là thuộc về xã Tân Hưng hả chú? Xã Tân Hưng, huyện Cái Bè ha, tỉnh Tiền Giang. Ở đây là ấp mấy chú? Này ấp 3 hả? Dạ. Rồi cảm ơn chú. Bây giờ chắc này mình chuẩn bị mình qua dọn dẹp hả chú? Con xin phép một anh con quay phim đó. Đây quý vị, nơi mà lốc xoáy đâu gì cũng nhà quanh chặt ở trên cũng vừa tiếp luôn ha. Quá dữ.
1:15, 1:20 gì đó. Giặt tối hả? Bị giặt tối hả? Khuya. Giặt khuya hả? Cái đó anh nghe tao nói hay là anh thấy? Nghe tao nói là hôm qua dọn dẹp đây nè. Vậy đó hả? Ban đêm mình đâu có biết đâu mà. Vậy là hả? Anh lấy em tầm. Anh cũng gần đây luôn hả? Không có, anh đi bán số đường này. Vậy hả? Thôi đến đi đó. Dạ, cảm ơn anh nha. Thì được biết thì lốc xoáy mà mưa gió ngày hôm qua quý vị. Ngày qua là bữa 27 tháng 7 thì dương lịch. Anh thợ hồ đập. Chắc 10 chắc 8 hả? Tứ con chèo bắt giá quý ông chưa, tứ làm vết này. Trước mắt mình thấy là 3 căn có gì, 1 căn, 2 căn và 3 căn. Cho thấy quá khủng khiếp. Nó cuốn tôm rồi luôn cái gì. Lóc sấy nó cuốn tôm luôn. Hiện tại thì những anh em thợ hồ rồi nó cái gì đang gỡ mấy cái miếng tôn này xuống, nó còn dính lại nè. Còn ở bên đây thì cây cối luôn đã sụp xuống cho quý vị. Cây rồi là gãy luôn cái gì. Cây là ngã gãy luôn ha.
Cái này xảy ra ngày hôm qua hả chị? Dạ em ở Vĩnh Long. Quanh chân cây này tét luôn quý vị. Cây này nó ngã tét luôn quý vị. Quá khủng khiếp luôn ha. Cây nó to thế này mà còn gãy luôn cái gì. Ờ, trước mặt quý vị các bạn của bác anh chị em mình thì ba căn đó quý vị, chốc nóc luôn, mưa gió bão lốc xoáy nó cuốn đó quý vị, cuốn chốc nóc luôn ha, quá khủng khiếp luôn quý vị ơi, lốc xoáy tới đâu là tàn phá tới đó, banh chành hết. Mấy cái sắt gì mà nó cong luôn cái gì, sắt mà nó cong luôn đó. Lốc xoáy tới đâu thì nó cuốn cho đó ha. Ốc xây ngăn cây thì nó gãy nó tét luôn nè. Nó xây tới nhà nào thì nhà đó dở luôn, dở tôn luôn vậy. Ba cái đòn tay rồi, dở nó cúng luôn, quá khủng. Dạ. Dạ. Ở bên đó, ở đó hả? Ở đó qua đây hả? Dạ. Dạ dạ dạ. Dạ dạ.
vào này quý vị. Bên này cũng bị ảnh hưởng thiệt hại quá nhiều luôn quý vị. Cái này là nhà quán bê thui đặt ruộng nè, tôi là chủ nè. Giờ đêm hôm qua là ngày nhiêu ta, 26 hả? 27, ngày qua là 27 là nó gió xoáy lúc khoảng 1 giờ mấy là nó tốc nó tiêu luôn. Dạ. Là cái này là tổ 2 ấp 3 xã Tân Hưng huyện Cái Bè Tiền Giang. Dạ. Ngày khoảng 1 giờ mấy đêm cơn gió xoáy nó lốc nguyên cái nhà nó thảy qua bên kia luôn. Dạ. Đó, từ bên này nó thảy qua bên kia luôn. Này là quán bê thui đặt ruộng. Dạ. Là 1 giờ mấy phía hả anh? 1 giờ mấy phía. Là nó xoáy tới đây là nó cuốn qua đó luôn. Đúng rồi, nó xoáy ở đây bắt đầu nó cuốn. May giờ đó nó trèo lên, nó lên dây điện cao cùng đó. Dạ. Nó đứt dây điện, nó cộng dây điện hoa nè, tao nối lại rồi. Xá ra hội chợ là tháo dỡ hết trơn. Rồi cắt phong tỏa cho cái thông đường. Dạ. Quá trời khủng khiếp ha. Từ ngoài đây nè. Nó lốc xoáy nó kéo cái gì là bao nhiêu tiếng đồng hồ nó mới hết anh? Đâu có, nó đi qua cái dèo một cái là xong luôn rồi. Cái này là mình trực tiếp là lúc đó đêm rồi, nó cũng cúp điện, nó không thể biết được thời gian thì không biết, mà nó chỉ có cái hù cái là nó bay mất tiêu. Cái này thiệt hại ở đây là được mấy căn anh? Này, cái bên đó là nó sập một cái căn bên đó đó. Rồi cái này thì nó cuốn đi hết trơn luôn. Cuốn hết trơn nhà anh luôn. Cuốn hết trơn luôn. Nè, cuốn cái nhà này nó bốc cái này là nhà đó. Đó. Còn là nhà đó. Trăm trên 100 mét, nó thấy cái nhà trên 100 mét. Rồi đất ơi. Còn mấy cái cửa là nó bay lúc mà đằng kia luôn. Qua mới đi được rồi. Cái nhà mà nó cuốn dụng cái đó luôn. Đó, cái nhà cái đó nó sập tại vì hai mẹ con bị tai nạn đấy, nó bị đè giờ đây cháu nó đang nằm ở bệnh viện Cần Thơ mà không biết bị gì. Là bên căn nhà bên đó ha. Là nó đẻ hai mẹ con hả? Đẻ hai mẹ con mà mẹ già, còn con thì đang chuyển qua bên Vĩnh Long chuyển đi Cần Thơ rồi. Từ hôm qua đến giờ thì ở đây cũng có hỏi thăm để tin tức cháu sao. Trời ơi khủng khiếp quá. Là nhà cửa là banh cho nó chăng luôn? Banh hết rồi đó. Giờ hôm qua là xã ra hỗ trợ giờ tháo dỡ đó. Thì để giờ mà đóng áp dụng. Quá trời quá đất thế này. Cái đó thì nó sập xuống thôi, còn cái này là lốc xoáy hoàn toàn luôn. Cái này nó xoáy là nó dục cái nhà anh qua bên đó luôn. Rồi, dục cái nhà cách đây hơn chắc trên 100 mét quá ha. Rồi hôm qua ở đây tan thương, vừa mưa vừa ấy nữa. Chịu lắm. Rồi ở bên kia là 3 căn phải không anh? 3 căn, 3 căn đó. 3 4 căn ta 3 căn thì tốc mái, còn cái đằng trước 2 căn thì nó mất cái mái hiên trước. Bên đó là ba căn. Ba căn rồi một cái quán cà phê. Quán cà phê là kiềm chế nó sập hoàn toàn luôn. Đường lộ. À. Mái che ra ngoài chống nắng ngoài đường lộ là nó sập luôn. Vậy là 4. Rồi anh đó là cái chỗ nhà của anh đó là căn này nó 5. Bên này là 6. Bên đó là 6. Còn nguyên cả. 6 căn nhà. Bên này thì nó ảnh hưởng nghiêng nhà nè, đó quay đây cho tôi coi đất nhà. Bên này là cũng có cái quán cơm tại ký. Rồi. Là hết thảy là 7 căn. 7 căn đây là 3 4 4 dưới đây 2 là 6. 6 căn. Đúng rồi. 6 căn nhà. Quá khủng khiếp. Dạ, rồi cảm ơn anh nhiều nha. Dạ dạ. Để em đi review cho bà con. Có thấy cảnh thiên tai quá trời dữ luôn. Nước chết tường luôn quý vị. Ngang cái chân này thì lốc xoáy đó quý vị cuốn cái nhà của ảnh là bay ra đằng sau luôn quý vị khoảng 100 mét quý vị nào quý vị
quá khủng khiếp quý vị ơi. Rồi ở bên kia thì cũng bị nha quý vị, một căn bên kia. Đây quý vị, căn bên đây thì cũng là hư hao, là cũng banh chạch hết cho quý vị, tài sản của cải đồ tiêu hết. Và nghe nói thì hai mẹ con bị thương luôn quý vị, cái lốc xoáy cuốn rồi nó cây cối nó ngã đó, rồi thành thử hai mẹ con ảnh hưởng đến cây cối bị ngã rồi bị thương luôn quý vị, bị ngã bị đè bị thương quý vị. Đi bệnh viện rồi, hai mẹ con đi bệnh viện rồi ha, nghe anh mới chia sẻ đó quý vị, quá trời khủng khiếp luôn ha. Nghiêng cái em thấy nó nghiêng á. Nó nghiêng qua đây. Nghiêng nhiều quá. Đó, bên này là tóc hết tròn luôn. Này là tóc hết tròn luôn hả? Đó, ai tập lộn này gì đó không tóc hết. Nước trên nước tròn này không được đâu. Cái này chắc phải đập rồi. Đập rồi. À, cái tổ cái chân nó còn này giờ nó nứt hết rồi. Cái này là con cơm tài ký nè. Con cơm tài ký quý vị. Cơm tài ký, con cơm tài ký. Và từ nó xé luôn. Đây, dặn rồi, hết rồi. Quá khủng khiếp. Nhà tối ngủ đây mà tên hai chồng nó sập xuống hả? Vậy đó hả? Đó, hai chồng tối ngủ đây nè. Sập xuống là nổ. Hai chồng ngủ đây nè. Gớt xuống rồi hên cái tường rồi mới ngã xuống rồi xong phim luôn rồi. Cái tường nó muốn ngã luôn rồi. Đó, có vậy. Hai chồng ngủ đây nè. Ồ, làm ầm 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 ầm. Tưởng tận thế hả vậy? Má này ngà. Ngã cái tường xuống rồi. Thì bởi vậy ngã xuống là xong luôn rồi còn nữa. Xong ngã luôn kìa, nhìn coi. Ừ. Cái này ngã xuống là không đỡ được. Không đỡ được đỡ rồi đỡ. Ai mà đỡ nổi nữa. Cái tạng này nó đôi khi nhiều lắm à. Rồi hỏi anh cúp điện nữa. Cúp điện rồi mưa nó gió rồi ở sắt chứ nguyên cái cửa chứ nó bung ra luôn mà nguyên cái vàng rồi nó bung ra chứ. Ờ, kinh hồn luôn á. Lịch sử. Hai lần lịch sử là lần bị bệnh dịch chứ lần này là cuộc đời của tôi năm nay 47 tuổi. Dạ. Yeah. Lịch sử luôn. Cái căn nhà của anh hả? Mình thuê á. À thuê. Thuê. Mình bán cho đâu ở nhà mình đâu mới làm được bao nhiêu đâu mấy tháng giờ đổ tiền cái này có như banh chành hết. Rồi như vậy thì mình trả lại cho chủ hả? Trả gì mình phải làm lại mình bán chứ sao trả lại cho chủ được. Ờ vậy mình xích tiền ra mình xích tiền ra mình làm chứ đâu có ai hỗ trợ cho mình đâu. Dạ, mình sửa chữa lại mình bán. Ờ, làm mình chỉ mướn đất thôi, bỏ tiền ra mình xây lên mà. À vậy hả? Thuê đất rồi mình mới xây lên. Đúng vậy. Mà ảnh hưởng cái này thì mình sẽ xích tiền cho mình làm lại. Làm được từ đầu khó. Mùa này vô mùa trái cây nó không có. Dạ. Bán cũng chậm. Quê mình ở đây luôn hả? Đâu anh? Quê bà vợ mình ở đây. À, quê vợ ở đây ha. Là hồi hôm là hai chồng anh ngủ cái căn phòng này. Ngỡ cái phòng này luôn á. Là nghe trời làm nhanh lắm kìa. Mình anh nghe ầm ầm trước là mình tưởng xe công nê nó lủi vô. Vậy đó hả? Ừ.
nghe kinh hồn lắm, mà gọi đây cũng nó nổ cái ầm là cái nhà này nó bốc nó bay trên cái dây cao thế á. Yeah. Rồi nó mới nổ. Vậy đó hả? Rồi bắt đầu là nó cuốn ù cái là lúc này nó sập xuống á. Vậy đó hả? Ờ. Quá trời khủng ha. Trời ơi, tôi nói từ xưa tới giờ không có thấy cảnh này luôn, mà nó làm khoảng 5-6 giây à. Vậy đó hả? Lẹ xong xuống hết trơn à. Lẹ dữ vậy đó hả? Nhanh lắm. Rồi. Mình không định hình được là cái gì luôn á. Vậy đó hả? Ờ. Ghê ta. Nghe nói ốc nổi luôn á. Thì không hỏi ông ốc nổi luôn á. Thì có mấy mấy giây mấy à. Giây hả? Ờ, làm nó ghê lắm kìa. Mà hỏi anh nó sắt cái tôn mà nó cỡ nào. Ầm cái cửa nó cuốn công luôn ở trước mà. Vậy đó hả? Cửa mới làm 2-3 triệu cuốn công luôn. Ghê quá ta. Rồi khủng quá trời ta. Cửa sắt nó cuốn mới có mấy giây mà mấy cửa bung hết luôn. Rồi tôn là nứt luôn. Rồi nhà thì bay luôn. Bay luôn cái nhà nó chẳng có bay tôi qua bên kia cả 100 mét mà biết cỡ nào. Hỏi anh cái này ông bà đỡ ai mà đỡ. Chỉ có ơn trên mới đỡ thôi. Hỏi anh cái này xong luôn ngay cái tâm sấy của nó mà. Cái này vì là cái lốc sấy này biết dữ lắm mà dữ. Dữ lắm. Trời, anh nghĩ cái nhà mà nó cuốn nó biết bao nhiêu mấy nặng cỡ nào nó quăng lên cái 100 mét mà không... ngoài sức tưởng tượng mình luôn ha. Ngoài sức tưởng tượng đúng rồi. Quá từ không... xưa giờ tôi mới thấy cảnh này rồi đó, coi trong video thì còn này mình trực tiếp đây luôn căn nhà. Hồi đó coi trên video không à, đâu có mà thấy chứng kiến thật sự ở ngoài đời ha. Mới định hình được xíu rồi là tôi kêu vợ để từ mang dép rồi từ đi ra đây thôi rồi lên huyết áp luôn. Vậy đó hả? Banh dành hết trơn rồi gọn nữa không lớn. Mà hai chồng anh còn ở trong đây vậy là nguyên vẹn là nguyên may mắn lắm. Là may mắn lắm rồi, may phước ha. Ở trên mà đỡ chứ mình đâu có biết là dụ cây cái này đơn giản này sập xuống thì sao ai biết. Ai đỡ nổi. Nó sập xuống thì sắt nó phải sọt xuống hết luôn rồi. Bị dàn sắt. Này rồi sắt không à. Rồi sống sót là thấy khỏe sống rồi. Sống sót là may mắn lắm rồi. Nó tường nó nứt kiểu này chỉ cần một cái gì đó là nó sạc xuống rồi. Mà nứt tường ở trên nó xé tường. Trong đây nó xé. Quá khủng. Xé chờ ha. Cái này anh thuê là bao nhiêu tiền một căn này đăng anh? Mình thuê đất là 10 triệu một tháng. Đất đồng 3 năm. Mình thuê đây là 3 năm hả? 3 năm. Mới được 5-6 tháng làm được 5-6 tháng mà nó vậy. Là mới có 5-6 tháng à? 5-6 tháng. Ảnh hưởng quá trời. Tường nó tét luôn. Xé cho. Quá khủng. Bàn ghế nó bay ra ngoài kia luôn mà. Mấy bàn ghế nó bay ngoài kia hết trơn. Cái cửa này nó bay ngoài kia luôn. Cái cửa này nó bay vô đây luôn. Cửa sắt ở đâu nó bay vô đây luôn. Gió lốc sấy này công nhận ghê hồn rồi ha. Nó kinh hồn luôn. Kinh hồn thì chứ. Nó đi nó sẹt qua bên đây á, mà nó quất nguyên cái nhà bên kia, quất nguyên cái dãy bên kia luôn. Thì sắt nó bay vô á. Tối để đây là sắt nó bay vô nè. Hỏi em phụ người nào mà sắt mà nó bay vô cái đó mà chịu nó nào. Ở trong chổng là hơn. Này mà ngay góc đó nó muốn ngã thôi. Thì mà nó không ngã. Này một cái gì đó nó ngã xuống ai mà đỡ cho nó ngã kia sập xuống liền. Nó tét hai đường nha. Nó xé hai đường đó. Mà cái đó nó ụp xuống ngay chân có cái phòng của anh luôn. Bởi vậy. Mà may phước là nó không ụp. Không ụp. Này nó ụp xuống là hai chồng á lãnh đủ luôn. Hên. Phước đức lớn. Bước ra lên nước áp luôn. Quang hết trơn. Hết hồn hết chí luôn ha. Bàn ghế đem gửi bên kia hả? Sáng mày dọn rồi nguyên cái bãi chứ chưa. Nhưng mà nếu mà có khảo thì xả tường ra không gì. Mà thấy cái đắp tường nó xả tường. Tại này cũng nó là nó nghiêng qua. Nhớ.
kịp quá. Cái này anh tính sao anh, cái này nó nghiêng tường gì anh tính sao anh? Đập ra anh ơi. Đập ra hết luôn ha. Hết. Giờ là một là cảo lại, cảo nó không ok rồi phải cắt chân giờ. Chỉ có hai cái. Đập ra cảo là kéo lại cảo được không? Dạ. Nó nhiều quá cảo nổi mà. Và bây giờ cảo là phải có điểm tựa rồi chi cảo. Bây giờ có tựa với gì cảo vậy? Phải có đồ giữ mà nó cảo mới gạch qua được chứ. Vậy là cái vách tường ở đây là chừng nữa là anh sẽ phải cắt nó, đập bỏ cắt đó. Rồi mình xây được cái khác. Chắc không xây được, phải to chứ giờ xây chi phí đồ nhiều quá đâu có ấy đâu. Mất thời gian. Bỏ tiền vô làm đâu có. Vậy là mình làm to cho nó nhẹ ha. To cho nhẹ. Gọi là mình làm nhà tiền nhà chế ha. Dạ. Chế. Giờ mà đầu tư vô nhiều quá không có khả năng. Để mới làm đây mới có mấy tháng rồi phải bù lỗ rồi giờ mà vô cái này nó đâu có khả năng lấy đấy chưa lấy vốn rồi lại chưa có gì á tại vì mới mở có 3 tháng mấy à rồi mình làm cái vô mùa mưa rồi nè mùa trái cây nó ế nè đâu có khách đâu rồi mình phải bù lỗ mà mà đó gì gặp cái chuyện này nữa thôi thì giờ gọn gọn lại cho nó đỡ thôi thôi mình còn nguyên dạng tánh mạng là mình thấy may phước ông bà rồi. Trên, mình cần ấy thôi. Giờ là thiên tai mà đâu có biết. Biết trước được cái chuyện đó. Lốc xoáy mà tới đâu rồi banh cạnh đó. Ghê, đúng lịch sử luôn. Làm nó ghê rồi ẩm sắt nó to mà quá trời khủng khiếp ha. Nguyên cái cửa nó bay vô đây luôn, cái cửa này nè nó dặn lại luôn dữ đó hả, sắt này nè mới đạp rồi nguyên cái vàng nó dặn cuốn lại luôn rồi. Trời ơi, cửa nó là cửa ở ngoài hả? Cửa cái kéo này nè nó dặn nó còn có cái cong nè tới giờ là hết không nhận cái lốc sấy này dữ dội thì gió mà đâu có gì đâu mà sao mà dữ dằn hết đâu cái căn nhà ra mà nó đi đi luôn mà. Cái tốc độ của nó là mình ngoài tưởng tượng hết à. Không biết cái gì tốc độ của nó. Nó mấy giây nữa ầm là xong hết à. Nó lẹ mình kinh khủng nha. Dung là cái chuyện gì xảy ra luôn á. Không hình dung được cái chuyện gì nó xảy ra. Nó nhầm quá tốc độ nhanh. Mà nó mạnh. Cúp điện đâu có quay được đâu. Nổ cái cúp điện hết rồi đâu có quay được đâu. Lúc mà khi mà lốc xoáy nó bay qua gọi là cúp điện luôn. Rồi camera nhà mình là nó cắt hết trơn ha. Đâu ấy cửa nó bay vô luôn rồi. Gãy mấy quá trên á. Cửa này hả nó lùi vô luôn hả? Vô luôn vô trong luôn mà. Bay vô trong luôn. Hôm qua mới gắn sơ lại để ấy lại. Bay vô. Này ở trên cái gì nó bay xuống quẹo sắt luôn. Ngoài tưởng tượng thiệt chứ. Nói anh sắt mà vậy còn người cầm nào. Sắt mà bay mà cong luôn. Cong luôn, người nào chịu nổi. Kinh hồn. Mình là đứng là nó xảy tới mình là nó bay luôn. Bay luôn. Không có gì đâu, anh cái nhà nó cỡ nào nó cuốn hoặc cao cái chập mấy. Ở đây là mình ấp mấy anh? Ấp ba hả? Cái bè Tiền Giang, cái bè Tiền Giang, xã Tân Thành. Xã này Tân Hưng, Tân Hưng ở bên này Tân Hưng, bên kia Tân Thành.
À đây bên đây Tăng Hưng bên đó là Tăng Thành đó. Quán quán tài ký các bạn. Là cái bản này của anh làm luôn hả? Ừ, quán cơm của quán tài ký. Rồi cảm ơn anh ha. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Để em chia sẻ với bà con. Dạ đây đó Vĩnh Long. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Đây đó Vĩnh Long. Rồi, cảm ơn anh nha. Mưa tới nữa. Này quán cơm tài ký quá vậy. Dạ. Quá trời. Quá trời khủng luôn anh. Bảy cái tụ kiếm với đẹp ba cái tụ là bay. Cái tụ lần cái tụ lần vậy đó mà nó thấy lúc quay sao luôn. Nguyên cái nhà dục quay bảy luôn à, cái nhà này bảy luôn. Không vàng rồi. À, mẹ nó giờ có vàng ký không à. Trời ơi. Làm cái này giờ nó này cái đổ tiền của nó đây thế này quá bán buôn là ế ẩm. Mưa gió. Giàu không? Dạ. Giàu đâu thấy đổ vô không thấy mà hết là... tiền luôn mà. Ờ đổ vô nè, bá mưa gió nữa nè. Đầu tiên bán cả 2-3 tháng trời. Cái này mới bán được có mới mở đó có năm mấy tháng à. Dạ có mấy à. Vô đủ vốn cái nhà nữa. Vô đủ vốn cái nhà nè. Nghe ấm mờ. Quay cái bạn đó cho tao thấy, bạn lậu bê thui đặc biệt đó. Bạn đẹp lắm. Banh chành cho ha. Trời ơi, nào quý vị. Cái bạn này nó cuốn nữa quý vị. Cuốn banh chành cho quý vị coi nè. Bạn cuốn banh chành. Quá trời khủng khiếp quý vị. Ở bên đây căng nó là cái gì? Bên đây một căn nó cái gì? Quanh chặt. Dạ. Cái căn nhà của anh này thì lốc xoáy nó cuốn dục ra đằng sau cái gì, đằng sau hè cái gì. Quá trời khủng khiếp luôn nha quý vị. Nó là ba căn nấu gì hiện giờ thầy thợ hộ gì đang đập đang dọn dẹp cái gì. Thì giờ đây Minh Tiền cũng xin khép video tại nơi đây. Cảm ơn quý vị các bạn của bác anh chị em mình đã quan tâm theo dõi video mới của Minh Tiền ngày hôm nay. Nếu thấy ý có ý nghĩa và hay thì cho Minh Tiền một like, một đăng ký, một chia sẻ để chúng ta không bỏ lỡ những video mới tiếp theo. Còn giờ đây thì Minh Tiền xin chào và hẹn gặp lại sau. Bye bye nha.